chúng ta sẽ cùng ôn tập lại tính chất của phép cộng và phép nhân. Phép cộng và phép nhân trong trường hợp và cô nhắc lại đó là phép cộng và phép nhân phân số. Vậy thì các con nhớ cho cô những cái quy tắc rất là đơn giản. Ví dụ, khi các con cùng uh, nhân một phân số với một thì giá trị của phân số đó không thay đổi, hoặc khi các con cộng một phân số với số 0 thì giá trị của phân số đó cũng không thay đổi những quy tắc đó là cái cơ bản mà các con cần nhớ nhưng hôm nay cô nhắc lại một số cái tính chất quan trọng hơn và những tính chất này là những tính chất mà chúng ta sẽ áp dụng cho những bài tập tính toán nhanh những bài tính toán hợp lý và rất thường gặp trong các dạng đề thi thì cái tính chất thứ nhất các con cần nhớ lại đó là tính chất giao hoán giao hoán là gì chúng ta có thể đổi chỗ các số hạng hoặc các thừa số cho nhau ví dụ trong tổng A trên B cộng với C trên D thì cô có thể đổi chỗ thành C phần D cộng với A phần B. Tương tự với phép nhân thì chúng ta có phân số A phần B nhân với C phần D. Các con sẽ đổi chỗ là C phần D nhân với A phần B. Dạng công thức tổng quát như thế này thì các con cũng nhớ cho cô là A, B, C, D là những số tự nhiên và b, d là những số tự nhiên khác không. Tính chất tiếp theo đó là tính chất kết hợp. Vậy tính chất kết hợp là gì các con nhỉ? Đó là chúng ta uh, trong một phép tính, trong một tổng có nhiều số hạng hoặc trong một tích có nhiều thừa số, thì các con có quyền thực hiện uh, thừa số thứ ba và thừa số thứ hai trước hoặc là tổng của số thứ hai với số thứ ba trước. Rồi ví dụ nhé, trong cái trường hợp cô có a phần b cộng với c phần d cộng với e phần f thì cô sẽ cộng c phần d và e phần f trước sau đó thì mới thực hiện cộng với a phần b tương tự như trong tích này chúng ta có a phần b nhân với c phần d nhân với e phần f thì các bạn có quyền thực hiện cái tích đằng sau có nghĩa là lấy c phần d nhân với e phần f trước sau đó mới nhân với phân số a phần b tính chất tiếp theo đó là nhân một số với một tổng thì tính chất này cô sẽ thể hiện bằng công thức tổng quát như sau. Nếu các con có tích thứ nhất gồm A phần B nhân với C phần D, tích thứ hai là A phần B nhân với E phần F, thì các con nhận thấy là trong hai cái tích này có thừa số A phần B giống nhau, thì cô sẽ đặt thừa số A phần B làm thừa số chung. Vậy bên trong ngoặc thì cô sẽ thực hiện lấy C phần D cộng với E phần F. Ngược lại, nếu như chúng ta chỉ có cái vế bên này các con nhé, À, nếu như chúng ta có một số nhân với một tổng Thì khi mà chúng ta thực hiện tính cái này Chúng ta có thể lấy số này nhân với từng số hạ ở bên trong tổng Có nghĩa là lấy A phần B nhân với C phần D Đây thì được cái tích thứ nhất, được chưa? Sau đó lấy A phần B nhân với E phần F Thì chúng ta sẽ được tích thứ hai công thức này đúng ở hai chiều. Vậy các con sẽ tùy từng trường hợp hoặc tùy từng bài để chúng ta sẽ áp dụng cho phù hợp. Một số chú ý khi các con giải bài tập. Trong phần tính toán phép cộng, phép trừ phân số thì các con cần nhớ cho cô là chúng ta sẽ phải đưa phân số về mẫu số chung. Vậy khi đưa phân số về mẫu số chung chúng ta có những cách nào nhỉ? Cách thứ nhất là các con sẽ đi quy đồng, đúng không? Quy đồng hoặc cách thứ hai là chúng ta sẽ đi rút gọn miễn sao mà các phân số mà các con chuẩn bị cộng và trừ với nhau phải đưa được về mẫu số chung còn trong phần nhân phân số thì các con lưu ý cho cô một cái như sau đó là chúng ta có thể đổi vị trí mẫu số của phân số này cho mẫu số của phân số kia mà kết quả của phép tính không thay đổi tổng quát là a phần b nhân với c phần d thì có phải là trong phép nhân các con sẽ lấy tử số nhân với tử số có nghĩa là A nhân C Mẫu số nhân với mẫu số là B nhân D đúng không? Đấy, vậy thì bây giờ cô sẽ biến đổi thành phân số là có tử số là A và mẫu số là D Vậy cô sẽ được A phần D được chưa? Nhân với tử số là C thì mẫu số là B Vậy là nhân với phân số C phần B Đấy, bây giờ ví dụ như là cô có A phần D nhân với C phần B đúng không? thì vẫn là A nhân C phần D nhân B cũng bằng kết quả bên này và bằng kết quả với bên này. Này các bạn sẽ áp dụng cho một vài bài tính toán hợp lý.